Câu hỏi số 8. Điều gì xảy ra khi khoa học phát triển, con người kiểm soát được dòng điện từ âm dương và điện từ quang? Bây giờ muốn kiểm soát được điện từ âm dương, điện từ quang thì anh phải kiến tánh. Anh kiến tánh, anh nhìn thấy được cái dòng điện đó anh mới cắt được nó. Còn anh không thấy thì đừng có mong cắt. Mà muốn kiến tánh anh phải có công đức nhiều, chứ công đức ít cắt không nổi đâu. Thấy không? Giống như cái lực á, anh muốn phá núi anh phải là cái lực mạnh hơn cái núi anh mới phá được. Còn mà anh yếu yếu là nhổ cỏ thôi chứ làm gì phá được cái núi. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 9 và câu 10 anh Nguyễn Ngọc Sơn ghi không rõ cho nên tôi bỏ qua, nhờ anh là viết lại. Và câu hỏi cuối cùng của anh Nguyễn Ngọc Sơn là: tôi không mong được giải thoát, nhưng tôi khao khát được thấy Phật tánh thanh tịnh của mình một lần. Vậy kính mong trưởng ban chỉ giúp. Bây giờ anh muốn thấy cái bằng cấp của ông bác sĩ á, anh mới học lớp 12 rồi 6 năm nữa anh mới thấy được cái bằng cấp này. Anh mới vừa vô lớp 5 mà anh đợi, lớp 1 mà anh đợi, đợi thấy cái bằng cấp bác sĩ hoặc là bằng cấp kỹ sư không có khi nào thấy được. Anh phải đi thông qua hết cái chương trình của nó. Nếu kiếp trước anh đã có công đức nhiều thì ngộ tức thì, còn trước không có công đức thì đừng có mong. Còn anh hỏi câu này là tham vọng, có nghĩa là anh muốn thấy được cái Phật tánh anh không đơn giản đâu. Dưới Đức Phật mấy ngàn người chưa có người nào thấy được Phật tánh, duy nhất chỉ có Xá Lợi Phất đặc biệt mình mà chỉ hé thấy thôi. Các vị tổ thiền tông người nào có nhiệm vụ ta mới thấy được Phật tánh. Còn nếu mà anh không có cái nhiệm vụ này đừng có mong. Trái đất này ông Phật là mấy người, bảy sáu bảy ngàn người, lúc nào dưới chân ông á mà có ai thấy được không? Mà một vị Phật tại thế đó mà dạy còn không ngộ được, không ngộ tánh được thì hướng chưa. Bây giờ anh muốn cái đó thì anh tạo công đức vô lượng đi, rồi tự dần nó thấy. Bây giờ tôi nói cái nguyên tắc thế giới vật lý này nè, cái tánh Phật mình là một cái nguyên tử, nó bị bao bởi cái tánh người lại rồi, và cái nghiệp nó lại nó mấy chục lớp à, không cách nào thấy được hết. Mà giờ muốn thấy nó đó thì phải đưa cái ánh sáng vô mà đưa cái sáng cực sáng, chứ không phải là mình lem nhem mà thấy được. Ánh sáng cực sáng có nghĩa là công đức vô lượng vô trong đó thì Phật nhãn mở ra liền. Ai tạo được công đức vô lượng thì Phật nhãn mở ra, còn nếu mà công đức ít ít thôi không có mở nổi đâu. Thấy không? Câu hỏi này là tôi sẽ nói rõ là anh muốn mở Phật nhãn phải công đức vô lượng thì Phật nhãn mở. Dưới Đức Phật duy nhất chỉ ông Xá Lợi Phất mở nổi thôi, còn bao nhiêu hoàn toàn không mở được hết. Nó phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Rồi hỏi tiếp đi.